Chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn các chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN. Các chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội những năm vừa qua, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển, đồng thời gửi lời thăm hỏi và cho biết sẽ đóng góp cùng Việt Nam khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra tại các tỉnh phía Bắc. Thủ tướng cảm ơn tấm lòng và sự quan tâm sẻ chia của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của Hội đồng và cộng đồng doanh nghiệp ASEAN đối với sự phát triển của khu vực và mỗi nước. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hội đồng cùng Chính phủ và nhân dân các nước ASEAN thực hiện 5 đồng hành. Thứ nhất, đồng hành trong xây dựng thể chế, chính sách, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn về chính sách, đưa ra các đề xuất và khuyến nghị phù hợp để chính phủ các nước tiếp tục hoàn thiện thể chế. Thứ hai, đồng hành trong kết nối hạ tầng chiến lược, cả hạ tầng cứng về giao thông, năng lượng, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục và hạ tầng mềm về số hóa, đổi mới sáng tạo giữa các nước ASEAN trên cơ sở chú trọng hợp tác công tư. Thứ ba, đồng hành trong huy động nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, chia sẻ, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây. Thứ tư, đồng hành trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi, góp phần nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh của khu vực với thế giới. Thứ năm, đồng hành trong quản lý doanh nghiệp thông minh, hiện đại, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giảm chi phí, thời gian, nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó bắt kịp, tiến cùng và vượt lên so với khu vực và thế giới. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các doanh nghiệp ASEAN luôn đổi mới tư duy, cách làm, huy động nguồn lực cùng phát triển, nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, góp phần thúc đẩy ASEAN phát triển nhanh.